quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 9 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, sáng qua, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITE 2022 lần thứ 16 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, quận 7. Đây được kỳ vọng là điểm sáng trong hoạt động xúc tiến du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, cùng với sự phục hồi của du lịch thế giới, du lịch Việt Nam dù mới chính thức mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3 2022 nhưng đã có bước tăng trưởng ấn tượng. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong 8 tháng đầu năm 2022 đã đón 18,15 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch nội địa tăng 216% so với cùng kỳ năm 2021, tổng thu du lịch ước đạt 74.500 tỷ đồng, tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, trong giai đoạn tăng tốc để phục hồi, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 với chủ đề "Cùng vững bước cùng đi lên" được tổ chức tại thành phố là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, cũng như tăng trưởng dòng khách lưu chuyển giữa các nước, giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, doanh nghiệp du lịch tiểu vùng sông Mekong với các doanh nghiệp thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng của Việt Nam. Hội chợ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn SECC quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hội thảo, diễn đàn lớn sẽ được tổ chức như diễn đàn du lịch cấp cao, giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế bền vững, hội thảo thúc đẩy thị trường khách du lịch trọng điểm và tiềm năng của Việt Nam, Ấn Độ và Trung Đông, hội thảo về chuyển đổi số trong du lịch, chuỗi sự kiện về truyền thông điểm đến. Không chỉ có quảng bá hình ảnh, giới thiệu thông tin, trong ngày khai mạc, mỗi gian hàng đều có gần 100 đối tác trong và ngoài nước đến ký kết các chương trình mới. Thông qua việc trao đổi trực tiếp, nhiều vấn đề, điểm nghẽn đã được giải quyết. Từ đó, nhiều giải pháp quan trọng nhằm phục hồi du lịch quốc tế đã được đề xuất tại Diễn đàn Du lịch cấp cao, Giải pháp phục hồi và phát triển du lịch quốc tế bền vững. Theo báo cáo của Ban hỗ trợ chính sách APEC, Việt Nam là quốc gia dừng các biện pháp hạn chế đi lại sớm nhất trong 21 nền quốc gia tham gia APEC. Qua đó, du lịch quốc tế có nhiều cơ hội phục hồi nhanh. Trong tháng 8, lượng tìm kiếm thông tin khách sạn, resort ở Việt Nam tăng gấp 7 lần, thông tin về hàng không quốc tế tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu năm nay. Mong muốn là để làm sao để cho bạn bè quốc tế có thể biết nhiều đến Việt Nam và Việt Nam đã thay đổi như thế nào sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng với dịch Covid. Kỳ vọng về cái doanh số là sẽ tăng trưởng 120% so với cùng kỳ 2019. Chúng tôi mang đến nhiều sản phẩm du lịch như du lịch nông nghiệp, tuyến đường sắt trên núi cao cùng rất nhiều villa ven biển để giới thiệu đến khách Việt Nam. Hiện nay, việc đi lại giữa Đài Loan và Việt Nam rất tiện lợi và giá cả vô cùng hợp lý. Tôi rất mong các bạn Việt Nam có thể đến và trải nghiệm. Thưa quý vị, nói về tiềm năng của các địa danh thì chắc chắn Việt Nam chúng ta không thiếu. Tuy nhiên chúng ta thiếu một đầu tàu để có thể kết nối được các điểm đến, hình thành nên những tour tuyến mới lạ. Và trong gần một năm vừa qua thì Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã thể hiện rất tốt vai trò kết nối khi liên kết với các địa phương để bóc tách ra những điểm đặc biệt của từng địa phương và từ đó là phát triển nên những tour mới. Và đây là lúc mà chúng ta dùng bàn đạp này để phục hồi du lịch quốc tế. Sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam tăng, đòi hỏi ngành du lịch phải nhanh chóng nắm bắt được cơ hội. Thực tế, tiến trình hồi phục du lịch tiến dần từ bước làm mới tour tuyến nội địa đến mở rộng đường bay quốc tế đang phát huy hiệu quả. Gần một năm qua, các bước chuẩn bị đã hoàn tất. Đây là thời điểm lấy lại đà tăng trưởng. Địa phương trong nước liên kết với địa phương trong nước để chúng ta tạo ra những sản phẩm mới. Địa phương bạn cùng với địa phương trong nước kết hợp những cái chuyến đi, những sản phẩm đặc biệt là những cái vùng lân cận với nhau. Và trên cái tinh thần là chúng ta phải cùng nhau để đưa cái sản phẩm phục vụ du lịch lên tốt nhất. Và bản thân của từng địa phương, kể cả Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng phải chăm chút tìm ra những cái điểm mới, cũng như chúng ta phải nâng chất lượng dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cao và phải đứng bậc nhất đối với Việt Nam. Hơn 1.500 đại biểu đến từ 45 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 28 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đến Thành phố Hồ Chí Minh tìm cơ hội quảng bá và liên kết. Thông qua diễn đàn, các quốc gia cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm mở cửa, phục hồi ngành du lịch và các vấn đề lớn như phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị cho du khách, tăng cường chuyển đổi số hướng đến mục tiêu chung là phục hồi du lịch nhanh, bền vững, góp phần tăng cường đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các nước. Hội
Hôm qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã tiếp ngài Khu U Seren, đô trưởng, chủ tịch Đảng bộ nhân Đảng nhân dân Campuchia CPP, thủ đô Phnom Penh, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Phnom Penh sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên vui mừng gặp lại ngài đô trưởng Khu Seren đến thăm thành phố và tham dự các hoạt động của Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2022. Tin tưởng với mối quan hệ gắn bó từ lâu với ngài đô trưởng, hai vị lãnh đạo sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh cũng như mối quan hệ giữa hai đảng. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với các địa phương Campuchia, đặc biệt là thủ đô Phnom Penh. Nổi bật là hoạt động của Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, dự án hợp tác có nhiều ý nghĩa, được xem như một biểu tượng sống của mối quan hệ giữa hai nước và hai địa phương. Sau gần 8 năm đi vào hoạt động, bệnh viện đã ngày càng được người dân Campuchia nói chung, thủ đô Phnom Penh nói riêng tín nhiệm. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trong thời gian tới, hai địa phương sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hợp tác giao lưu kinh tế, thương mại cũng như các hoạt động giao lưu hợp tác đã tạm hoãn của những năm trước và tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác mới. Đô trưởng Phnom Penh, Khu U Seren gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho Campuchia cũng như cho thủ đô Phnom Penh. Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát vừa qua, Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam, của Thành phố Hồ Chí Minh cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngài Khu U Seren nhấn mạnh sự phát triển hiện nay của Campuchia không thể tách rời sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ giữa hai nước, góp phần nâng cao ý thức của người dân, nhất là đối với việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp, khẳng định mong muốn không ngừng củng cố và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau thắt chặt, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống quý báu giữa hai dân tộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vui mừng chào đón ngài Đô trưởng Phnom Penh cùng đoàn đến Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16. Đồng thời chia sẻ, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội chợ Du lịch lần này không chỉ thúc đẩy khôi phục ngành du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam mà còn thúc đẩy chung ngành du lịch trong tiểu vùng sông Mekong. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt vấn đề mong muốn hai thành phố cùng nhau thúc đẩy du lịch giữa hai địa phương. Không chỉ việc người dân hai nước đến du lịch, mà làm sao khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ đến Phnom Penh và ngược lại, nhằm giúp hai địa phương khai thác tốt lượng khách du lịch nước ngoài. Bày tỏ sự đồng tình với những chia sẻ và đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đô trưởng thủ đô Phnom Penh cho biết, việc đoàn đại biểu thủ đô Phnom Penh tham dự sự kiện lần này đã thể hiện sự quan tâm của Phnom Penh với việc thúc đẩy du lịch với Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời vui mừng khi thấy Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cùng chiến lược với Phnom Penh trong việc kết nối và thu hút khách nước ngoài đến với hai thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng mời Đô trưởng thủ đô Phnom Penh sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 tới để tham dự hội nghị đối thoại hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương kết nghĩa nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè vừa tổ chức lễ bàn giao mặt bằng tái khởi động xây dựng cầu Long Kiển. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ. Kính thưa quý vị, với việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì để có được mặt bằng sạch như thế này là một nỗ lực rất lớn và luôn là nan đề đầu tiên mà các cơ quan chức năng cần phải giải được. Và với việc là hơn 100 hộ dân tại khu vực hai đầu của cầu Long Kiển đồng thuận, không có trường hợp nào cưỡng chế, thì có thể xem đây là thành công bước đầu trong việc là hướng đến đảm bảo tiến độ xây dựng của dự án cầu Long Kiển tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng ý bàn giao nền đất rộng gần 100m² của gia đình, anh Thảo là một trong số 103 hộ dân đã thống nhất phương án đền bù giải tỏa mặt bằng của huyện Nhà Bè cho dự án xây dựng cầu Long Kiển. Như nhiều hộ dân khác, anh kỳ vọng vào diện mạo một cây cầu mới khang trang hơn tại đây. Bên ban bồi thường cũng vạch ra những cái kế hoạch, những cái phương án bồi thường cho gia đình tôi như thế nào. Thì tôi sau khi tôi tham khảo xong thì tôi cảm thấy rằng như vậy là được. Hồi trước thì cái cầu này nó nhỏ mà nó hẹp, rồi lưu lượng xe đông, đương nhiên là kẹt xe là rất nhiều.
Đó, cho nên là đối với bản thân tôi là tôi mong muốn là cây cầu này phải sớm hoàn thành. Sau hơn 2 năm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, lắng nghe, thuyết phục người dân, đặc biệt là đợt vận động cao điểm từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, toàn bộ 100% mặt bằng đã được bàn giao. Những nỗ lực này cũng đồng thời mở ra kỳ vọng về một giai đoạn mới trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, nhất là việc đưa bản giá bồi thường sát với thực tế nhất. Sau khi đã thống nhất được cái phương án tái định cư rồi, chúng tôi tiếp tục là yêu cầu cả cái hệ thống chính trị, đặc biệt là các chú, các anh trong các ban ấp và mặt trận tổ quốc của xã tham gia trực tiếp và đi tuyên truyền giải thích, vận động người dân để bàn giao mặt bằng. Vì vậy có những cái mà cơ chế chính sách chúng ta chưa trọn vẹn nhưng người dân chấp hành, người dân đồng thuận và chia sẻ. Và cái này lòng dân là quyết định. Đặt người dân vào vị trí trung tâm, khi chúng ta xem lợi ích của người dân, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của từng bà con để có thể có những giải pháp kịp thời, phấn đấu có những cái khu tái định cư tại chỗ, có những công ăn việc làm, những cái hỗ trợ kịp thời cho bà con để có cái sự đồng thuận cao nhất của bà con trong quá trình. Dự án cầu Long Kiển có phần cầu dài 318m, rộng 15m, phần xe chạy rộng 12m. Phần đường dẫn có tổng chiều dài 661m, chiều rộng từ 18 đến 29m, cùng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng. Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2023. Hôm qua, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã giám sát về việc thực hiện nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM đối với quận Gò Vấp. Sau một năm thực hiện nghị quyết 131, quận Gò Vấp gặp khó khăn do một số quy định chủ trương chưa có văn bản hướng dẫn, nhất là việc chờ Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy chế mẫu của các cơ quan chuyên môn thuộc quận. Ngoài ra, với quy mô dân số và khối lượng công việc hiện tại, quận cũng đề xuất thành phố cần phân cấp ủy quyền nhiều hơn cho địa phương để hoàn thành nhiệm vụ, không mất quá nhiều thời gian để chờ đợi chỉ đạo. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định những vấn đề nào cần phân cấp ủy quyền mà chưa có hướng dẫn thì quận Gò Vấp có thể mạnh dạn đề nghị. Quận cũng cần tiếp tục phân tích đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhân dân quận, phường, chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường trong thời gian qua nhằm tìm ra những giải pháp tối ưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố đúc kết chung cho cả TP.HCM. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đến 12 nhiệm vụ quyền hạn Ủy ban Nhân dân quận và 8 nhiệm vụ quyền hạn được Ủy ban Nhân dân phường quy định trong nghị quyết 131. Nó có những việc các đồng chí cũng phải đặc biệt quan tâm. Nó khó nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm. Đó là cái việc dự toán trước mắt vẫn phải đảm bảo theo các cái quy định của pháp luật để chúng ta thực hiện cái cấp dự toán ngân sách. Đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn nó bao quát và cần thiết vẫn có cơ chế để điều chỉnh bổ sung dự toán. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị quận Gò Vấp đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư công, cân nhắc đến bài toán thu chi vượt ngân sách, cần tính toán cụ thể từ sở ngành liên quan, tạo cơ sở quyết định các chủ trương đầu tư trong năm. Chiều qua, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã có buổi làm việc với Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM về công tác bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị. Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có kiến trúc đặc trưng độc đáo, là điểm nhấn quan trọng bên cạnh các hiện vật, tác phẩm tiêu biểu, bảo vật quốc gia đang được trưng bày, thu hút khách tham quan trong nước lẫn quốc tế, nhất là các bạn trẻ. Hiện nhiều hạng mục bảo tàng như hàng rào, cổng và nền khuôn viên đang dần xuống cấp, xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt tường. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có văn bản yêu cầu khắc phục khẩn cấp các hạng mục này theo nguyên trạng. Đến nay, bảo tàng đã cải tạo được khuôn viên vườn, trang trí thêm tượng, hệ thống chiếu sáng nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc. Bên cạnh đó, bảo tàng cũng đã thực hiện số hóa và áp dụng công nghệ hiện đại vào công tác trưng bày, triển lãm hiện vật, tác phẩm mỹ thuật, thường xuyên sưu tầm các hiện vật, tác phẩm có giá trị cao, từng bước phát huy giá trị văn hóa lịch sử, di tích kiến trúc. Tuy nhiên, việc trùng tu, sửa chữa, tôn tạo toàn diện bảo tàng vẫn chưa được triển khai. Đại diện Bảo tàng Mỹ thuật đề xuất xây dựng hệ thống nhà kho chuyên dụng, bảo quản hiện vật và sớm phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại Bảo tàng Mỹ thuật.
Kính thưa quý vị, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh đã băng hà vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thọ 96 tuổi. Trong suốt 70 năm trị vì, bà đã đồng hành cùng Vương quốc Anh qua nhiều thăng trầm. Bà được coi là hiện thân sống động của nước Anh thời hậu chiến và là sợi dây liên kết giữa kỷ nguyên hiện đại với thời đại đã qua. Trong thông báo lúc 18 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9, tức 0 giờ 30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, cung điện Buckingham ghi: nữ hoàng đã ra đi một cách yên bình tại cung điện Balmoral chiều nay. Thái tử Charles, 73 tuổi, sẽ kế vị mẹ của ông và trở thành vua Charles đệ tam. Thông báo chính thức sẽ được công bố tại cung điện St. James ở London trong thời gian sớm nhất có thể. Tất cả con cháu của nữ hoàng gồm thái tử Charles, công chúa Anne, hoàng tử Andrew, hoàng tử Edward, hoàng tử William và hoàng tử Harry đã ở cạnh nữ hoàng trong những giờ phút cuối. Nước Anh sẽ tổ chức quốc tang trong 10 ngày để tưởng nhớ nữ hoàng. Sau khi tin nữ hoàng băng hà chính thức được công bố, cả thế giới đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với vị quân chủ, chia sẻ sự mất mát với đất nước và người dân Anh. Hôm qua, tân thủ tướng Anh Liz Truss đã công bố kế hoạch năng lượng mới nhằm giúp nước này đối phó với cuộc khủng hoảng giá năng lượng hiện nay. Theo kế hoạch trị giá 100 tỷ bảng Anh, chính phủ Anh sẽ áp mức trần hóa đơn tiền điện và khí đốt mà các hộ gia đình sẽ phải trả trong vòng 2 năm tới. Từ ngày 1 tháng 10, một hộ gia đình chỉ phải chi trả tối đa 2.500 bảng Anh tiền điện và khí đốt trong 2 năm tới khi chính phủ đưa thị trường năng lượng trở lại quỹ đạo. Đây được coi là bước đi đầy quyết đoán và biến cam kết thành hành động của tân thủ tướng Truss nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Bà Truss khẳng định gói hỗ trợ này sẽ giúp chặn đứng đà tăng của giá nhiên liệu và là một phần trong nỗ lực chống lạm phát của Anh. Bên cạnh đó, chính phủ Anh sẽ nới lỏng các quy định về khai thác dầu khí, cấp mới hơn 100 giấy phép khai thác tại Biển Bắc. Vương quốc Anh hướng tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu năng lượng ròng trước năm 2040 bằng cách mở rộng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo. Và hôm qua, chính phủ Hungary cũng đã thông báo kế hoạch cắt giảm 25% lượng khí đốt tiêu thụ trong mùa đông này. Theo đó, các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước chỉ được bật máy sưởi tối đa là 18 độ C, còn bệnh viện và các tổ chức xã hội thì không cần thực hiện quy định này. Chính phủ Hungary cũng kêu gọi người tiêu dùng tiết kiệm khí đốt và điện. Nói thêm rằng chính phủ sẽ điều chỉnh giá củi để đảm bảo các hộ gia đình được tiếp cận nhiên liệu với giá cả phải chăng trước mùa lạnh. Hungary cho biết kế hoạch cắt giảm có thể tiết kiệm cho Hungary khoảng 200 triệu mét khối trong tổng số 10 tỷ mét khối được sử dụng hàng năm. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm đột xuất tới thủ đô Kiev của Ukraine. Chuyến đi của ông diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỷ đô la dành cho Ukraine và một số nước châu Âu khác. Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của Kiev. Ông cho biết chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ về đề xuất cung cấp 2 tỷ đô la theo kế hoạch tài trợ quân sự nước ngoài dài hạn cho Ukraine và 18 nước láng giềng, bao gồm các thành viên NATO và các đối tác an ninh khu vực. Theo Washington, những quốc gia và lãnh thổ này tiềm ẩn nguy cơ bị Nga gây hấn trong tương lai. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoảng 1 tỷ đô la trong gói viện trợ sẽ được gửi tới Ukraine. Phần còn lại được chia cho Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Georgia, Hy Lạp, Kosovo, Latvia, Litva, Moldova, Montenegro, Bắc Macedonia, Ba Lan, Romania, Slovakia và Slovenia. Hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm. Đây là mức tăng chưa từng có kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Vì thông thường, hội đồng điều hành ECB chỉ tăng lãi suất lên 0,25 điểm phần trăm. Quyết định trên đã đẩy lãi suất tái cấp vốn chính của ECB từ 0,5% lên 1,25%. Lãi suất cho vay cận biên mà các ngân hàng phải trả cho ECB tăng lên 1,25%. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi qua đêm tăng từ 0 lên 0,75%. Quyết định này được đưa ra nhằm ứng phó với lạm phát đang ở mức cao kỷ lục. Lạm phát phi mã thời gian qua khiến người tiêu dùng gặp khó khăn và kinh tế châu Âu đứng trước nguy cơ suy thoái. Các nhà phân tích cho rằng động thái tăng lãi suất cũng nhằm nâng cao uy tín của ECB sau khi ngân hàng này đánh giá không đúng về thời gian và mức độ gia tăng lạm phát. Sau khi tăng lên mức kỷ lục 9,1% vào tháng 8, các nhà kinh tế nhận định lạm phát tại Eurozone có thể lên đến hai con số trong những tháng tới. ECB dự báo lạm phát năm 2022 sẽ là 8,1%, năm 2023 là 5,5% và năm 2024 sẽ giảm xuống 2,3%.
Biến động giá xăng dầu tiếp tục tác động trực tiếp tới đời sống của người dân cũng như hoạt động của doanh nghiệp, đòi hỏi phải có những giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững. Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tại tọa đàm Biến động giá xăng dầu và kịch bản ứng phó cho ổn định phát triển do Báo Đầu tư vừa tổ chức tại Hà Nội. Ngành vận tải hoạt động trong hệ thống logistics bị ảnh hưởng rõ rệt nhất bởi phí xăng dầu chiếm hơn 30% trong tổng chi phí cấu thành của logistics hiện nay. Chúng tôi có kiến nghị rằng là trong cái thời gian tới thì chính phủ tiếp tục xem xét áp dụng vấn đề giảm thuế, giảm phí để mà duy trì giá cả xăng dầu cũng bình ổn ít nhất là như cái mức hiện tại cho đến quý 2 năm 2023. Mặc dù hiện tại giá nhiên liệu có phần giảm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá nhiên liệu sớm được bình ổn. Để thích ứng, ngoài việc điều chỉnh giá bán một số sản phẩm cho phù hợp, doanh nghiệp cũng nên triển khai các giải pháp như tận dụng, tiết kiệm nguyên vật liệu ở mức tối đa, tăng cường quản lý, giám sát quá trình sản xuất kinh doanh, đàm phán với đơn vị vận chuyển để không tăng cước vận chuyển. Bên cạnh đó, chính sách điều hành giá xăng dầu cũng cần phải linh hoạt. Ngày hôm nay đang giá xăng đang cao, nhưng chúng ta cũng phải nghĩ tới ngày mai. Ngày mai khi giá xăng nó hạ xuống, chúng ta có thuế đã hạ rồi. Thuế đã hạ rồi mà giá hạ xuống, chúng ta có thu lại được của dân được không? Chúng ta có thu của doanh nghiệp được không? Cho nên là bên cạnh cái các loại thuế thì chúng ta còn cái quỹ bình ổn giá để bảo đảm cho việc điều hành kinh tế vĩ mô. Có thể đưa cái giá xăng dầu nó chuyển hẳn sang cái cơ chế thị trường. Nhà nước xác lập một cái giá mức giá trần như thế nào đấy. Thế để cho các doanh nghiệp người ta tự điều chỉnh theo trên cái cơ sở cái giá trần của nhà nước đấy thì nó vừa phù hợp hơn, vừa kịp thời hơn. Và như vậy cái cơ chế thị trường ấy nó giúp cho khách hàng lựa chọn được các nhà cung cấp với cái giá cả cạnh tranh hơn, hợp lý hơn. Trên thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu thường dùng các công cụ bảo hiểm về giá để chốt giá nhập khẩu, xuất khẩu theo chu kỳ vài tháng, thậm chí là vài năm. Điều này khiến cho giá đầu vào và đầu ra được ổn định. Và khi giá biến động, họ có nhiều công cụ để điều tiết thị trường hơn. Các chuyên gia cho rằng, việc sớm đồng bộ các chính sách của các bộ, ban, ngành sẽ giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tự tin sử dụng các công cụ bảo hiểm giá này một cách hiệu quả. Tại quận Phú Nhuận, 24 thủ tục hành chính cấp quận thuộc 8 lĩnh vực và 24 thủ tục hành chính cấp phường thuộc 7 lĩnh vực đã được rút ngắn thời gian thực hiện so với quy định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Đây là một số kết quả nổi bật vừa được Ủy ban Nhân dân quận thông tin tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và đề án 06 trong 6 tháng đầu năm nay. Hiện quận Phú Nhuận đang thực hiện 44 giải pháp, mô hình về cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực như thủ tục hành chính, chế độ công vụ, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Địa phương đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 20 thủ tục thuộc 5 lĩnh vực, mức độ 4 với 7 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực. 6 tháng đầu năm 2022, số lượng hồ sơ mà quận đã tiếp nhận và xử lý trực tuyến tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, địa phương đã triển khai thành công mô hình ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, đề án 06 và thanh toán điện tử tại 60 điểm ở các khu dân cư trên địa bàn. Sau 2 tháng, mô hình này đã nhận được sự tham gia của gần 46.000 hộ gia đình. Thời gian tới, lãnh đạo quận đề ra 15 phương hướng, nhiệm vụ để phát huy kết quả đạt được. Trong đó, quận sẽ triển khai thực hiện đội hình công chức trẻ đồng hành cùng doanh nghiệp, số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và giá trị sử dụng. Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống Life phối hợp với Cục Phòng chống dịch HIVS vừa tổ chức hội thảo đẩy mạnh hợp tác giữa cộng đồng và y tế trong ứng phó dịch HIVS tại Việt Nam. Hội thảo với mục tiêu chung tay chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sống chung với HIV và cộng đồng dễ bị tổn thương có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Hơn 250 đại biểu đã cùng nhìn lại những thành công, bài học kinh nghiệm trong gần một thập kỷ hình thành và phát triển mô hình hợp tác giữa cộng đồng và y tế, gọi tắt là C2B, đồng thời thảo luận các chiến lược để mở rộng và phát triển bền vững mô hình trong giai đoạn tới. Nhóm khách hàng mà chúng tôi đang hướng tới hỗ trợ đó là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, nhóm người chuyển giới và cũng như là các bạn sinh viên, học sinh tại các trường đại học, người lao động tại các khu nhà máy. Thì trong tương lai chúng tôi là không chỉ là nâng cao năng lực cho các tổ chức cộng đồng này về chuyên kỹ thuật, những cái cách thức mà chăm sóc, tư vấn dự phòng HIV, chúng tôi là cái cầu nối giúp cho cái tổ chức cộng đồng có một cái vị thế, một cái thành đối tác của bên y tế.
Hội thảo được điều hành dưới sự đồng chủ trì của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, với sự tham gia của đại diện nhà tài trợ gồm ông Graham Harlow, quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Quỹ BEPFAR Việt Nam, tổ chức USAID tại Việt Nam, lãnh đạo các phòng, ban của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố. Chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS vào năm 2030. Chúng tôi luôn ủng hộ chương trình của Việt Nam kể từ năm 2012 và sẽ tiếp tục cho đến khi chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030. Hàng năm, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống Life điều phối mạng lưới hơn 40 tổ chức cộng đồng tư vấn dự phòng, xét nghiệm sàng lọc HIV gần 40.000 người có nguy cơ với HIV và hỗ trợ gần 10.000 người tiếp cận với chương trình dự phòng lây nhiễm HIV trước phơi nhiễm hay còn gọi là chương trình PrEP. Từ ngày mai, Liên hoan nghệ thuật giao hưởng nhạc vũ kịch giai điệu mùa thu sẽ diễn ra trong vòng một tuần lễ. Đây là lần thứ 13 liên hoan được tổ chức và cũng là một trong những sự kiện nghệ thuật tiêu biểu của thành phố. Toàn bộ vé tham dự các chương trình sẽ hoàn toàn miễn phí với mong muốn đưa loại hình nghệ thuật hàn lâm tiếp cận gần hơn với công chúng. Liên hoan giai điệu mùa thu lần này là chuỗi các chương trình nghệ thuật đặc biệt, phong phú, mới mẻ về phong cách trong hai lĩnh vực âm nhạc và múa hàn lâm. Đêm khai mạc vào ngày 10 tháng 9 hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc hoành tráng với sự giao thoa giữa nhiều phong cách âm nhạc khác nhau trên thế giới cùng với những ca khúc Việt nổi bật. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, hai tọa đàm về âm nhạc và múa sẽ cung cấp những kiến thức, góc nhìn mới tới công chúng. Đặc biệt, Múa Kiều, một trong ba tác phẩm đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2022 sẽ được biểu diễn vào tối ngày 16 tháng 9. Liên hoan cũng tạo ra cơ hội quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế và tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần phát triển du lịch. Tìm về nét Trung thu xưa là hoạt động thú vị đang diễn ra tại khu phố cổ Hà Nội và trên phố tranh Bích Họa Phùng Hưng. Chương trình do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố đi bộ Hà Nội tổ chức với nhiều hoạt động trưng bày, tương tác. Với quan niệm trò chơi và đồ chơi không đơn thuần để giải trí mà còn là công cụ giáo dục, những món đồ chơi Trung thu truyền thống Việt Nam như tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn ông sao được giới thiệu đến các em nhỏ như một lời nhắn nhủ của ông cha về tinh thần hiếu học. Con cảm thấy Trung thu rất là vui và ý nghĩa bởi vì con được đến đây để xem những cái món đồ thủ công của Trung thu ngày xưa. Tại các không gian trưng bày, các nghệ nhân giới thiệu và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống đến các bạn nhỏ. Hoạt động này không chỉ đẩy mạnh giáo dục di sản trên địa bàn mà còn giúp bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống. Và những cái dịp mà Tết Trung thu thì nhà trường thường có những cái hoạt động tổ chức cho con tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về những sản phẩm, những cái đồ chơi được làm bằng thủ công để cho các con hiểu và có thêm cái tình yêu về cái những cái giá trị văn hóa đẹp. Tuyên truyền và quảng bá giới thiệu về một cái hoạt động Trung thu truyền thống tại đây với mong muốn là giới thiệu được nhiều hơn đến với cả công chúng, với cả các em thiếu nhi để các em sẽ có những cái ý thức để bảo tồn những cái giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là cái sản phẩm đồ chơi truyền thống mà của cha ông ta để lại. Năm nay, ban tổ chức đã trang trí sắp đặt không gian giới thiệu về Tết Trung thu truyền thống tại đỉnh Kim Ngân, số 42 phố Hàng Bạc, ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội và phố Bích Họa Phùng Hưng. Các hoạt động trên sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 9. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.